Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay kênh ảo thuật Mr. Joker sẽ review cái bộ bài ma thuật. Thì ở đây như các bạn đã thấy, đây là mặt trước của bộ bài. Đây là mặt sau của bộ bài như thế này. Mình sẽ mở bộ bài ra. Thì ở trong bộ bài có một cái hộp nhỏ như thế này, và một cái giấy hướng dẫn chúng ta sắp xếp và cách diễn. Mình sẽ bỏ nó qua một bên. Đây là mặt trước của bộ bài và mặt sau của bộ bài. Rồi, mình sẽ khui nó ra. Thì cái cách sắp xếp mình đã sắp xếp sẵn rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết đi vào cách diễn. Ở đây mình sẽ cho khán giả xem. Ở đây mình có bộ bài bình thường như thế này, có rất là nhiều lá. Cho khán giả xem lại một lần nữa như thế này. Sau đó mình nói với khán giả khi mà mình thả bài xuống như thế này, họ có thể bảo dừng bất cứ lúc nào họ muốn. Bắt đầu thả bài, dừng. Ví dụ khán giả dừng ở đây, mình sẽ lấy ra ngay vị trí khán giả bảo dừng, đó là con sáo cơ như thế này. Mình úp con sáo cơ lại, đặt nó ra đây. Sau đó đặt cái phần bài này lên, đẩy con sáo cơ vào trong, vuốt một cái như thế này. Mình búng tay một cái thì con sáo cơ nó sẽ nhảy lên trên đầu như thế này. Tiếp tục, mình sẽ lấy con sáo cơ này, mình cắt một nửa bộ bài ra như thế này. Sau đó là gấp con sáo cơ lại, đặt nó ra đây. Cho khán giả xem lại một lần nữa, đặt nó ra đây. Sau đó đặt phần này lên, cho khán giả chính tay họ đẩy con sáo cơ vào như thế này. Sau đó xới bộ bài lên một tí, búng tay một cái thì con sáo cơ nó nhảy lên trên đầu như thế này. Bây giờ khán giả có thể nghĩ trong bộ bài mình có rất là nhiều con sáo cơ. Mình sẽ đặt nó ra đây để cho khán giả xem lại một lần nữa. Bộ bài có rất là nhiều lá như thế này, có rất là nhiều lá. Rồi, sau đó mình sẽ nói với khán giả là bây giờ mình muốn họ tự cắt bài ra như thế này, cắt ra làm hai phần, đặt con sáo cơ lên trên đây. Sau đó đặt phần bài lên, cho chính tay họ đẩy con sáo cơ vào, xới bộ bài lên một tí như thế này. Cho chính tay họ búng tay một cái như thế này thì con sáo cơ nó lại nhảy lên trên đầu như thế này. Bây giờ mình nói với khán giả đó là không phải là con sáo cơ nó tự nhảy lên trên đầu đâu, mà thật chất là con sáo cơ, con bài trên đầu tự động biến thành con sáo cơ. Bây giờ mình sẽ cắt bộ bài này ra làm 3 phần như thế này. 1, 2, 3 và 4 phần. 4 phần như thế này. Sau đó mình lấy con sáo cơ mình bỏ qua đây, bỏ qua đây, bỏ qua đây. Thì tự động tất cả con bài đều biến thành con sáo cơ như thế này. Những con bài trên đầu đều biến thành con sáo cơ. Bây giờ mình úp nó lại như thế này, úp tất cả những con bài này lại. Sau đó lấy cái tụ này đặt lên đây, đặt lên đây, và cuối cùng mình sẽ úp con sáo cơ này lại như thế này, đặt cái tụ cuối cùng lên trên đây, do khán giả chính tay đẩy vào, sau đó xới nó lên một tí như thế này, búng tay một cái thì con sáo cơ nó lại nhảy lên trên đầu. Bây giờ mình sẽ lấy cái con sáo cơ này nè, mình đặt nó sang một bên cho khán giả xem kỹ lại một lần nữa. Bộ bài bình thường như thế này, không hề có hai con sáo cơ, không hề có nhiều con sáo cơ nha các bạn. Cho khán giả xem lại một lần nữa, có rất là nhiều lá. Sau đó mình nói với khán giả là bây giờ mình sẽ đặt con sáo cơ này lên bộ bài bình thường như thế này. Mình sẽ xoay nó một cái thì tất cả bộ bài đều biến thành con sáo cơ như thế này. Tất cả những quân bài trong bộ bài đều biến thành con sáo cơ như thế này, có rất là nhiều con sáo cơ. Sau đó có thể trải bộ bài ra cho khán giả xem như thế này, biến thành rất là nhiều con sáo cơ như thế này. Thì sau đây mình sẽ thực hiện giải mã cái bộ bài này. Thì trong cái bộ bài này nó có tổng cộng là 25 con bình thường và 25 con sáo cơ. Nhưng mà 25 con sáo cơ này nó được thiết kế đặc biệt là nó ngắn hơn cái con bài bình thường. Mình sẽ lấy ra 25 con sáo cơ và mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sắp xếp.
Đây là 25 con 6 cân như thế này. Khi mình mua về đó thì nó sẽ không sắp xếp cho mình, và trong cái sách hướng dẫn nó sẽ thực hiện cái nó sẽ hướng dẫn mình cái cách sắp xếp. Thì ở đây mình mua cái bộ bài loại 1 ở trên shop ảo thuật bán là 80k một bộ. Thì các bạn có thể tùy thích lựa. Có bộ bài KK của Việt Nam thì bán giá là 30k. Bộ bài Trung Quốc loại 2 thì bán 60k, bộ bài Trung Quốc loại 3 bán 80k. Đó là bộ bài mình đang sử dụng. Thì các bạn có thể thấy, các bạn có thể nghe chất liệu giấy rất là cứng. Còn cái bộ bài KK thì mình sử dụng một thời gian thôi, khoảng chừng một tuần là nó sẽ hư nếu mình diễn nhiều. Còn bộ bài loại 2 thì mình chưa biết. Nhưng mà cái bộ bài loại 1 này mình thấy chất liệu giấy rất là cứng. Các bạn có thể nghe tiếng chất liệu giấy rất là cứng. Còn một cái bộ bài loại tốt nữa là mình không nhớ giá, nhưng mà độ khoảng chừng 200k. Bộ bài đó là bộ bài của Mỹ. Bộ bài rất là cứng và tốt. Nó là chất liệu là ni lông. Thì các bạn có yên tâm sử dụng bộ bài đó nếu mà có điều kiện. Thì mình không có điều kiện nên mình thấy là bộ bài này rất là ngon. Nên mình chỉ sử dụng bộ bài này thôi. Thì cách sắp xếp như sau. Đầu tiên mình sẽ sắp xếp trước là một con dài như thế này. Và một con rắn. Một con dài và một con sáu cơ. Một con bình thường, một con sáu cơ. Các bạn cứ sắp như vậy cho đến hết bộ bài. Bình thường con sáu cơ như thế này. Thì lúc đầu nó là một tụ sáu cơ và một tụ bình thường. Khi các bạn mua về thì nó trong miếng giấy hướng dẫn nó có cái phần hướng dẫn cho các bạn xem. Thì ở đây mình đặt hai cái sản phẩm, đó là một cái nhẫn Becarin là nhẫn 500 đấy, và một cái bộ bài này. Thì Becarin của mình đặt là hoa văn, nó có giá là 60.000. Còn các bạn có thể mua cái Becarin không vỡ, hay là Becarin diện vuông, hoặc là cái Becarin đính đá soi bài, thì tùy cái giá thành các bạn có thể mua. Thì mình nhấn mạnh với các bạn là mình không phải là nhân viên của shop ảo thuật nha, mình chỉ là người chơi ảo thuật thôi. Thì các bạn xem video của mình đừng nói là mình quảng cáo cho shop nha. Rồi sau đó các bạn sắp xếp như thế này, một con dài một con ngắn. Rồi mình sẽ lấy một con dài ở trên đầu, một con bình thường mình đặt xuống cùng như thế này để cho nó che đi cái lá sáo cơ. Rồi thì mặc định ở trên đầu tiên của bộ bài là một con sáo cơ. Mình sẽ cho khán giả xem. Ở đây mình lật cái bộ bài lại, mình nói với khán giả ở đây mình có bộ bài bình thường như thế này. Mình sẽ cầm cái góc bài này, các bạn có thể thấy ở đây rõ ràng là một con ngắn một con dài, nó có một dấu nhưng mà bình thường khán giả sẽ không thấy được. Mình sẽ dùng ngón cái mình cầm ở đây và ngón giữa mình cầm như thế này đó. Sau đó mình thực hiện ngón trỏ mình sẽ cầm như thế này, mình thả bài xuống. Các bạn nếu muốn sử dụng cái trick này thì mình phải tập thả bài như thế này, thả xuống như thế này, thì một con rắn một con dài nó sẽ xuống một lần hai lá. Các bạn thử chú ý đây, hai lá, một lá sáu cơ và một lá bình thường như thế này. Các bạn thả xuống là nó sẽ xuống hai lá như thế này đó. Mình thả chậm ha, đây các bạn thấy nó xuống hai lá đó. Nhưng mà khi cho khán giả xem, mình nói khán giả ở đây mình có bộ bài bình thường như thế này, thả xuống thì họ sẽ thấy những con bài lộn xộn như thế này. Sau đó mình sẽ trở đầu bài lại cho họ xem bình thường như thế này. Thì khi mà mình lật được bộ bài này lại đó, mình thả xuống thì nó toàn là con sáu cơ thôi. Thì nó xuống con bài rắn trước, ngược lại nó sẽ xuống con bài rắn trước. Còn khi mình úp như thế này thì nó sẽ xuống con bài dài trước. Rồi bây giờ mình nói với khán giả đó, thì mình sẽ thả bài xuống như thế này, họ có thể bao dừng bất cứ lúc nào họ muốn, thì họ dừng bất cứ chỗ nào cũng là con sáu cơ đó, bởi vì nó xuống hai lá một lượt như thế này. Ví dụ dừng, họ dừng ở đây, mình sẽ đặt cái tụ bài này ra đây. Các bạn chú ý nha,
cái con sáo cơ nó nằm ở đâu thì mình phải để về vị trí đó, nếu không nó lộn xộn. Thì mình sẽ lật cho họ xem ở đây là con sáo cơ. Sau đó các bạn ấp và đặt nó hơi trồi lên trên một tí, đặt cái tụ bài này lên trên. Sau đó mình nói với khán giả là mình sẽ nhét con sáo cơ vào trong như thế này, xới lên một tí để chứng minh mình không làm dấu gì hết. Thật sự mình không làm dấu, con sáo cơ tự động nó nằm ở trên đầu. Sau đó búng tay một cái như thế này thì nó nhảy lên trên đầu. Tiếp tục mình sẽ lấy con sáo cơ này, mình lật ngược lại cho khán giả xem. Sau đó các bộ bài làm hai phần, thì ở đây là con sáo cơ nè, lúc nào mình cũng cắt trúng con ngắn hết. Sau đó mình sẽ úp con sáo cơ này úp xuống và đặt lên như thế này, tiếp tục đẩy nó vào, búng tay một cái thì nó nhảy lên trên đầu như thế này. Con sáo cơ mặc định nó sẽ nằm ở trên đầu bất kỳ các bạn kênh ở đâu. Mình ví dụ nha, kênh ra đây thì con sáo cơ nó nằm ở đây, thấy không? Mình lúc nào mình cũng kênh trúng con ngắn hết. Rồi bây giờ con sáo cơ nó nằm ở trên đầu đúng không? Mình nói với khán giả, bạn có thể là nghĩ là trong bộ bài mình có nhiều con sáo cơ. Mình sẽ cho khán giả xem lại một lần nữa, nó xuống hai lá bình thường như thế này. Rồi xem lại một lần nữa đấy. Rồi sau đó mình sẽ nhờ khán giả cắt làm hai phần bài giúp mình. Mình sẽ hướng dẫn khán giả làm nha. Cắt làm hai phần bài, sau đó đặt con sáo cơ lên cái phần đầu tiên, phần này đặt lên. Rồi nhờ khán giả lấy phần này, lấy cái phần còn lại đặt lên trên đây, và sau đó nhờ họ chính tay đẩy vào và cho họ xới lên như thế này. Rồi sau đó mình nhờ họ búng tay thì nó nhảy lên trên đầu như thế này, mặc định là con sáo cơ ở trên đầu. Lúc này mình sẽ chém gió với họ, mình nói là không phải là con sáo cơ nó tự động nhảy lên trên đầu, mà con trên đầu tự động biến thành con sáo cơ. Mình sẽ nói với họ mình sẽ kênh ra làm 4 phần bài như thế này. 1, 2. Các bạn yên tâm, các bạn kênh ở đâu thì nó vẫn là ngay cái con sáo cơ. Mình giả bộ mình sẽ chém gió là mình sẽ lấy con sáo cơ quăng qua đây, quăng qua đây, quăng qua đây, thì tất cả những con bài trên đầu nó tự động biến thành con sáo cơ như thế này, mặc định nó là con sáo cơ này. Sau đó mình sẽ nói là mình úp tất cả con sáo cơ lại, các bạn nhớ vị trí để mình úp lại, úp lại. Sau đó từ đây mình sẽ để qua đây, sau đó mình đặt qua đây, và cuối cùng mình lấy con sáo cơ úp lại như thế này, đặt cái tụ này lên trên đây, sau đó nhờ khán giả đẩy vào, xới lên, búng tay một cái thì nó nhảy lên trên đầu như thế này. Tiếp tục mình nói với khán giả là khi mà mình cầm con sáo cơ này nè, mình xoay bộ bài lại, lúc này là bộ bài sẽ toàn là con sáo cơ thôi. Mình đặt nó lên cái con bài bình thường như thế này, sau đó giả vờ mình xoay lại, mình cầm bộ bài xoay một cái như thế này, thì tất cả bộ bài đều biến thành con sáo cơ cho họ xem. Xoay lại cho họ xem một lần nữa. Rồi sau đó mình nói với khán giả khi mà mình ấp bộ bài lại nè, khi mà mình lấy con sáo cơ này đặt cho họ xem, lấy ra khỏi bộ bài thì tất cả bộ bài đều trở lại bình thường. Tại sao? Tại vì mình đã lật ngược bộ bài lại thì nó xuống còn dài trước đó, bộ bài bình thường. Rồi sau đó mình lật lại, nói là với khán giả khi mình đặt con sáo cơ vào, uống thay một cái thì bộ bài biến thành nhiều con sáo cơ như thế này. Mình trải ra cho khán giả xem đó, biến thành nhiều con sáo cơ như thế này, gom nó lại. Rồi thì đây là cái bài review của bộ bài ma thuật của mình. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay hãy bấm like và ấn subscribe cho kênh của mình. Chào các bạn.